Phần tiếp theo là các bài tập số 5, 6 và 7 trong cái bài học Sự nở vì nhiệt của vật rắn lấy từ sách giáo khoa vật lý 10 ban cơ bản. Bài số 5 này, một cái thước thép khi ở 20 độ C ấy, thì nó dài 1.000 mm. Khi nhiệt độ tăng đến 40 độ C thì thước thép dài thêm bao nhiêu? À, một cái thước bằng thép ban đầu nó đang dài 1.000 mm. Đấy, tức là L0 bằng 1.000 mm. Ban đầu nhiệt độ nó T0 bằng 20 độ C. Về sau nhiệt độ của nó là T bằng 40 độ C. Đâu bài hỏi ta thước thép dài thêm bao nhiêu? Tức là cái mức độ dài thêm nhé. Đây, ta gọi nó là cái độ nở dài đấy. Trong bài học ta đã ghi hiệu nó là delta L bằng L. Thì chúng ta có này. Độ nở dài delta L bằng gì? Bằng alpha là hệ số nở dài phụ thuộc vào từng chất liệu nhé. Nhân với gì? L0 là chiều dài ban đầu của vật. Nhân với delta T là độ biến thiên về nhiệt độ. Thế bây giờ ta biết thay số này. Alpha là hệ số nở dài của gì em? Em nhìn vào vật liệu để biết. À, nó của thép em ạ. Thế thì trong đầu bài không nói đến alpha nó bằng bao nhiêu thì em tra bảng nhé. Cái thước này là bằng thép thì em tra bảng trang 195 trong sách giáo khoa đấy. Để cho ta biết hệ số nở dài của sắt và thép là 11 nhân với 10 mũi trừ 6. Đấy, 11 nhân 10 mũi trừ 6 nhé. Đây thì 11 nhân với 10 mũi trừ 6, đơn vị của nó là độ K mũi trừ 1 hay độ C mũi trừ 1 cũng vậy. Nhân tiếp với này, L0 là chiều dài, nó là 1.000 mm, chiều dài ban đầu đấy. Delta T, à, ban đầu đang là 20 độ C này, tăng lên đến 40 độ C, có nghĩa là nó tăng thêm 20 độ C. Thì ở đây delta T bằng 20. Đấy, chúng ta sẽ có là 10, ở đây là 11 này. Rồi nhân với 2 sẽ thành 22 này. 22 nhân với 10 mũ trừ 6 với 10 mũ 3 thì còn 10 mũ trừ 3. Với 10 mũ 1 nữa thì 10 mũ trừ 2. 10 mũ trừ 2 tức là gì? Tức là 0,22. Đấy, L0 đang đo bằng đơn vị mm. Thế cho nên là delta L đây cũng sẽ là mm. Đấy, như vậy là nó đã dài thêm 0,22 mm. Ta khoanh cái phương án C. Đấy là bài tập số 5. Đến bài tập số 6. Khối lượng riêng của sắt ở 800 độ C bằng bao nhiêu? Biết khối lượng riêng của nó ở 0 độ C là 7,800 nhân với 10 mũ 3 kg trên mét khối. Người ta hỏi ta khối lượng riêng ạ. Thế em lưu ý này, khối lượng riêng ký hiệu chữ D. Đấy. Thế thầy cũng lưu ý là một số tài liệu ký hiệu bằng chữ D hoa, một số tài liệu ký hiệu chữ D thường nhé. Thì cái đó cũng không quan trọng cho lắm. Thì thầy lưu ý cái điều đấy là bởi vì một số em hay thắc mắc với thầy là thế tại sao thầy lại ghi ký hiệu nó khác với sách. Thì cái chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng cả. Ví dụ nếu như mà trong một bài mà vừa có khối lượng riêng vừa có trọng lượng riêng thì lúc ấy người ta mới cần phân biệt D hoa và D thường. Còn nếu chỉ có đề cập đến khối lượng riêng không thì em chọn D hoa hay D thường không sao cả. Nó xuất phát từ cái từ tiếng Anh density, là mật độ, là khối lượng riêng nhé. Khối lượng riêng được đo bằng gì? Khối lượng chia cho thể tích. Thế thì đối với một cái khối sắt thép nhất định ấy, thì khi nhiệt độ tăng thì khối lượng của nó không có gì thay đổi, nhưng thể tích của nó thay đổi. Như vậy có nghĩa là khi khối lượng không đổi, thể tích thay đổi thì dẫn đến khối lượng riêng cũng sẽ thay đổi theo. Đấy. Thế bây giờ để xác định khối lượng riêng của cái khối sắt này ở 0 độ C thì chúng ta phải làm thế này. Ta gọi khối lượng của một khối sắt. Khối lượng của một khối sắt nào đấy là M nhé, vì M không thay đổi trong suốt quá trình. Thể tích của vật, tức là của khối khối sắt đấy, 0 độ C và 800 độ C tương ứng
là V0 là thể tích của vật ở 0 độ C và V là thể tích của nó ở 800 độ C. Đấy. Còn là gì nữa nhỉ? Đấy là thể tích của nó đúng không? Thì chúng ta mới có này. Giữa V và V0 có mối quan hệ này các bạn. V thì bằng gì? V0 nhân với 1 cộng với beta nhân với delta t. Đấy. Hay nó cũng bằng này, em nhớ cho thầy beta là hệ số nở khối mà beta thì lại xấp xỉ gấp 3 lần alpha nên V cũng sẽ bằng V0 nhân với 1 cộng với 3 alpha delta t, tức là ta thay beta bằng 3 alpha. Hay em sẽ được nó bằng gì? V0 nhân với 1 cộng với 3 nhân với ta vừa tra cái hệ số nở dài của thép này, nó là 11 nhân với 10 mũ trừ 6. Đấy. Nhân tiếp với này, delta T nhiệt độ tăng từ 0 độ C đến 800 độ C. Vậy là delta T ở đây là 800. Đó, như vậy là đến đây thì ta đã tìm được mối quan hệ giữa gì? V và V0, thể tích của vật ở 800 độ C và 0 độ C. Ta viết lại gọi cái khối lượng riêng của vật. À, 0 độ C và 800 độ C tương ứng là D0 và D. Thì từ đây em suy ra D0 là gì? M nhỏ là khối lượng của vật chia cho V0. Còn D thì bằng gì? Khối lượng của vật vẫn thế, chia cho thể tích lúc này là V. Từ đây ta suy ra, bây giờ ta thực hiện cái động tác là chia vế theo vế em nhé. Tức là đầu bài đang yêu cầu ta xác định khối lượng riêng của vật ở 0 độ C, thì ta sẽ lấy cái khối lượng riêng của vật ở 0 độ C là D0 chia cho khối lượng riêng của vật ở 800 độ C là D, thì sẽ bằng gì? M chia V0 chia cho M chia cho V. Chia thì bằng nhân với nghịch đảo, tức là nhân với V trên M. Thế M với M ở đây tự triệt tiêu đi, còn lại đây V trên V0. Đấy. Như vậy à, thầy viết tiếp lên trên đây em nhé. Chúng ta có này là D0 là khối lượng riêng của vật ở 0 độ C chia cho D là khối lượng riêng của vật ở 800 độ C thì bằng V là thể tích của vật ở 800 độ C chia cho V0 là thể tích của vật ở 0 độ C thì nó sẽ bằng gì? Ở đây chúng ta đã có là V thì bằng V0 nhân với 1 cộng với 3 nhân với 11 nhân 10 mũ trừ 6 nhân với 800. À thế vậy thì chúng ta sẽ có V trên V0 thì sẽ bằng 1 cộng với 3 nhân với 10 mũ nhân với 11 nhân tiếp với 10 mũ trừ 6 để nhân với 800. Đấy, vậy đây là một con số cụ thể rồi, ta chỉ việc ấn máy tính. Thì suy ra D0 bằng gì? D0 sẽ bằng D nhân với 1 cộng với 3 nhân với 11 nhân với 10 mũ trừ 6 và nhân với 800. Và lúc này chúng ta chỉ việc phải thay số thôi này. Nó sẽ bằng D, đồ bài đã cho mình biết rồi là 7,800 nhân với 10 mũ 3 nhân với 1 cộng 3 nhân 11 nhân 10 mũ trừ 6 nhân thêm 800 nhá. Ấn máy tính. Đấy, thế thì em sẽ được kết quả của nó là xấp xỉ 7,599. 7,599 nhân với 10 mũ 3. Đấy. Đơn vị của D từ bài đang được tính bằng kg trên mét khối thì D0 lúc này cũng có đơn vị là kg trên mét khối. Đó, đó chính là khối lượng riêng của sắt ở nhiệt độ 0 độ C. Ta khoanh cái phương án D.
Bây giờ sang đến cái bài tập số 7 này. Một dây tải điện ở 20 độ C thì dài 1.800 m. Hãy xác định độ nở dài của nó khi nhiệt độ tăng lên đến 50 độ C. Ở đây đầu bài cũng cho ta biết hệ số nở dài alpha bằng 11,5 nhân với 10 mũ trừ 6, đơn vị là K mũ trừ 1. À, vậy đầu bài cho ta biết những gì? Một dây tải điện ở 20 độ C, tức là ban đầu T0 đang bằng 20 độ C và chiều dài ban đầu là L0 bằng 1.800 m. Xác định hệ số nở dài của nó khi nhiệt độ tăng lên đến, tức tăng lên đến là nhiệt độ T về sau ấy nó bằng 50 độ C. Đấy. Alpha hệ số nở dài bằng 11,5 nhân với 10 mũ trừ 6 K mũ trừ 1. Và đồ bài hỏi ta này, độ nở dài của nó có nghĩa là delta L bằng phải chấm. Thế chúng ta mới có này, độ nở dài delta L thì bằng gì? Hệ số nở dài alpha nhân với L0 là chiều dài ban đầu của vật, nhân với delta T là độ biến thiên về nhiệt độ của vật, à xin lỗi, độ biến thiên về nhiệt độ của cái quá trình này. Bây giờ ta sẽ thay số. Alpha ta biết rồi, 11,5 nhân 10 mũ trừ 6. L0 là 1.800 m. À, nhân với delta T, nhiệt độ tăng từ 20 đến 50 độ C, tức là nó đã tăng thêm 30 độ C để ta nhân với 30. À, được kết quả là, bây giờ ta ấn máy tính rồi nhé. À, nếu ấn máy tính thì em sẽ được kết quả nó bằng 62,1 cm, tức là ở đây là 0,62 m. Đấy, hay là ta quy cm là 62, xấp xỉ 62,1 gì cm. Đấy là đáp án của cái bài tập số 7. Giờ tạm nghỉ trong 1 phút thì thầy tiếp tục hướng dẫn các em hai cái bài còn lại trong sách giáo khoa, đó là bài số 8 và bài số 9.